cổng vào đường vào chợ mới đây ạ. À. Trường học cấp 1. Bên kia là bánh mì Hồng Ngọc và Ariban Đông Á.
nào đủ sắc đủ say luôn bác ơi. Kênh YouTube ạ? Kênh Ấm Áp Miền Tây. Cái nào ta nhiều mẫu dễ thương quá.
không, ở đây bán đồ phụ liệu may ở đâu vậy anh? Dạ cảm ơn anh. Con cây cọ này đi chú. Trong túi thế giới của anh, em trai. Chẳng cái gì cả. Please, em có một con đường. Cái loại cọ này để mình quét máy vi tính phải không chú? Máy vi tính mấy cọ này nè. Cọ nhỏ nhỏ á chú. Nè. Mình quét bằng phím máy vi tính cọ nhỏ nhỏ này hả chú? Cọ này hả chứ cái này cọ không phải ha. Cọ này nha. À chứ không phải tại muốn mua. À dạ dạ. 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 Bao nhiêu một cây vậy chú? Cây đó 4.000. Còn cây này? Cây này 3.000. Dạ, chắc con lấy 2 cây quá về muốn quét cái nào quét. Rồi có chú cho con 2 cây này. Ở đây chỗ nào bán phù liệu mai vậy cô? Mai giữa nè. Quẹo lại chỗ đó chơi quẹo vô. Dạ bán đồ phù liệu mai hả chị ha? Dạ 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 cảm ơn chị. Vô trong đường nè, vô này nè. Dạ dạ, cũng trong nhà lòng mình luôn hả chú ha. Ừ, mà nó phía ngoài nè, ở ngoài đi vô rồi gặp. Dạ. Chỗ chơi quẹo vô. Dạ. Rồi trước chỗ bán đồ chơi á, đi vô. Dạ. Ở 13. Được không? Dạ được. Các con cầm lên tay như vậy. Thôi con cảm ơn con đi nha. Không có đâu, em đăng lên kênh chơi vậy thôi à, chứ không có. Dạ. Không có đâu, em đăng lên kênh Ấm Áp Miền Tây. Mua keo. Keo gì vậy? Bán cho một cây thước công. Cây thước mũ hay là cây ra gì? Thước cổ, thước mũ, cao cây cũng được nữa. Thước công được.
Đây là gian hàng bán phụ liệu may cho các thợ may đây nè cô chú anh chị. Chợ mới mình luôn nha. Hôm nay em thiếu một ít đồ cho nên em ghé em mua. Có thức cây, lấy thức cây cũng được nè em. Vậy là lấy thức cây cho bà dì đi. Thức cây mà bầu á. Lấy cho mét keo giấy với lại keo giấy mỏng hay gì vậy? Rồi keo mỏng. Thôi lấy hai kem 2 mét keo mỏng. Hay là để không để vậy tới vậy về đo tới đâu cắt tới đó. Rồi lấy cho 1 mét cổ sơ mi luôn. Cổ sơ mi là gì, xài keo gì vậy? Keo dày chút. Keo gì là keo giải á. Giờ bề ngang của nó cũng với màu hồng nó cũng giống nhau ha anh. Bằng cỡ. Dạ. Còn như mấy cái này thì sao anh? Chưa móc. Rồi còn ghế này nhiêu cái vậy anh? Cái này hả? Dạ. Ghế nó 190 nghìn. Tại gì không? Cái thế này là khá hả anh? Cái này nè. Cái này khá hả? Cái này thì rẻ hơn phải không? Rẻ hơn. Cái này thì là nhiêu cái? Cái này mẫu lâu rồi. Mấy cái này nè. Cái này 100 ngàn nè. Cái chính giữa 290 ngàn. Cao á, chín mươi đây nè. Cái ghế đó trong đó là 100 đó hả? Ờ, cái đó 100 đó. Cái này 90 nè. Con ghế chụp nó 90 cho tôi lấy mẹ. Không, không, cái nhựa đó bền không anh? Mấy màu này cũng giống nhau, giá tiền không anh? Anh lấy cho em cái màu một, lấy cho em cái màu cam đi.
nhỏ nhỏ vậy hả? Đủ quá, đủ quá. Cái hộp bự chứ không nhỏ nhỏ xíu hả vậy? Có. Thăm anh ở chỗ mua đồ đằng kia gặp rồi. Dạ. Rồi lấy cho em cái kẹo cà phê hay gì? Kẹo chanh muối của hãng Alia này là ngon nhất. Đi đâu mà quay phim vậy ạ? Quay con đăng YouTube chơi mà. Trời ơi, vậy hả? Mà bữa hai bữa đó là gian hàng mình có lên sóng á. Dạ, em à. Dạ. Bên nhà vô quay chỗ đẹp. Đây nó nè. Dạ. Đó đó. Quê cho bà con anh em mình, người ta xa quê á. Người ta xem cho đỡ nhớ chỗ mới mình. Mới gì à, trai? Cho nó. Nó đi kiếm đồ nữa. Thì quay đi Mỹ hả? Không có, quay Việt Nam mình. Ai coi thì coi, chứ đi Mỹ gì không biết nữa. Không cảnh chờ mới. Hỏi mắc cỡ quá à. Trong nước ngoài nước thì ai xem thì cứ vào điện thoại mà xem thôi. Trong điện thoại mình có à? Dạ, điện thoại có mà TV mà kết nối được mạng là cũng coi được luôn. Dạ. Cái kênh của con là Ấm Áp Miền Tây á. À. Dạ. Trong nhà dễ quay lắm kìa, có trà, cà phê mình. Chúng quay đi, chị cho vô ngồi mà có gì đâu. Cái này trà này chứ không có trà đào hả cô? Có mà làm đến bên đây nè. Trà đào á? Nhiều lắm, đến bên đây. Kẻ đang bước vô trong đó, trà đào về về cho nóc nhà đó. Đó. Trà đào mình bao nhiêu một hộp cô? Mình bán lẻ cái như 30 đi. Dạ. 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 Bông nó rớt lắm.